giống cách sáng mà lên thấy gì trời. Đó, nó là nó lên luôn hả? Là nó lên nè. Lần trước á. Cầm anh dạch dạch em cái anh nhìn cái lá nè, cái lá đầu tiên là cái lá này nha. Chứ nếu mà thấy cái cây mà cái rễ cắt ra thì mình không nói cái này làm chi. Đi coi đi. Quay quay tao cái bên. Đâu có bà không ở đây, bà đi đâu? Đi xuống coi đi mẹ mày. Cái này thấy nó lạ nè. Coi bán cho anh em ta. Cái này nó dâm bằng cái để con hầu rồi đủ. Dâm bằng lá mà nó lại nó đâm luôn cái gốc lên là mới ghê nè chứ. Không đọc chưa ta? Lấy thiệt ha mà còn bỏ cái tay đó. Nó làm sẵn đó, chú thấy còn gì đó bán lấy tiền. Cái mầm này nó đâm lên đâu trời? Mấy bạn tôi nó nói anh không có tài nào đó, anh chỉ có cái mắt lá tôi nó khỏi. Cái lá tôi rớt ra nó dẫn lên. Rồi ok nữa ha. Tôi bảo đảm anh là cây nào cũng có hết. Có nghĩa là anh cấy sau là nó hấp lên thôi, nó chưa ra kịp thôi, chứ là 100 cây là đều có rễ đủ. Là cắm gì nó lên hay là mình có thuốc gì không? Thì cũng xài thuốc bình thường. Cắm nhắm nhúng vô thuốc ha. Thì thuốc trong ngày kiển mình á anh. À. Như vậy là anh biết rồi, và kích rễ đồ cũng tầm thường thôi. Đó mà không có ấy luôn hả? Để phơi nắng gì luôn hả? Phơi nắng luôn. Trời ơi. Trời ơi, chứ thứ quỷ đó mà thì hãy để hãy cho ta. Chậu nào ở ngoài nắng thì để ngoài nắng chứ. Mà như vậy là vài bữa nó đâm nhánh lên đó hả? Đâm lên cây. Hả? Đâm cho cây đó ra. Mà lại cái mắt ở đâu nó đâm ra ta? Tôi không hiểu luôn trời. Trời ơi. Cây nào cũng quỷ quá. Chà, cái này lạ. Có cuộn dây màu đen cái gì? Nó để bẻ này ra luôn coi. Con đi với vậy đi, con đi với vậy đi, để cho mình xuống thôi đi. Mình cũng... Nó tự nó thành thành nó lên hả, nơi cái lá tôi lấy kéo tôi hết xong. Tôi có thấy cái này trên mạng á, nhưng mà tôi tưởng nó gạt. Trên mạng là của tôi á. Dạ hả? Chứ không có thằng nào làm được cái đó hết á. Dạ hả? Tôi đăng trên Facebook mà nó vô bình luận cả đốc. Đấy trời. Đây nè, để tôi trên mạng để tôi coi, cho anh coi phải cái hình này không? Độc lạ luôn á. Bản quyền là của tôi, anh à, có thấy quá trên mạng luôn. Đâu phải không? Bây giờ nó nhổ lên xong mình trồng lại được không? Thì anh thấy cũng lại chậu mẫu cho tôi được rồi. Anh tôi nhổ lên vài cây nữa coi. Nhổ hồi không chữ đó tôi luôn á. Thử cây nữa ha, cây nữa thôi nha. Thì anh nhổ đi là cây nào cũng có hết hà. Tại cái đó em cấy nay chắc cũng được mười mấy 20 ngày rồi. Thôi vậy cái này chậm dâm lại trong đi. Trời, cũng lạ có thật luôn đó mọi người. Nè anh lên mạng anh có gặp bao chưa? Bao nhiêu lâu nó mới ra lâu rồi anh. Nè anh lên mạng anh có gặp này chưa? Cái này mới lá nè. Là bao nhiêu lâu nó mới ra rễ anh? Mấy tháng anh. Trời ơi, lâu dữ đó hả? Không, cái rễ nó mau ra mà anh lên cái cây lâu á anh. À, chứ mấy tháng cái rễ thì lâu lắm. Cái rễ là trong vòng tháng trở lại là có hết. Là mình cắt cái lá xong rồi lá xong rồi mình cắt cái chót một chút, phải có cắt chót gì hết. Hậu một cái lá mà hậu nào cam phu hãy lạc thì cũng chọt xuống, mà hãy lấy kéo cắt thì cũng chọt xuống vậy ha, cũng lên hết. Tại những cái lá đó là những cái lá em thao tác để em lấy cái bo, em lấy cái đọt á à. Em ương rồi cái lá đó, lá tẻ bỏ đó, theo như mình làm bonsai cây kiển của mình là cái lá mình cắt một dục á à. Là chút nữa anh em mình đem dục hết, là mình nhóng vô cái thuốc kích rễ thường vậy đó ha anh. Bình thường thôi, tôi nít rồi vậy thôi. Cái mình nhúng vô một cái. Đây nè, tôi đăng lên mạng là thứ này nè. À. Đó. Tức là mình nhúng vô một cái. Có nghĩa khỏi có nhúng gì thế nè. Anh làm xong cái anh tưới đó. À, tưới luôn, tưới là tôi nít. Làm xong tưới là tôi nít luôn. Ừ, chứ không có cần nhúng từ lá chi cho mệt. Kiểu như mình làm xong á. Để cái pha thùng bê để chừng gói hay như vậy, cái tưới càng y như tưới nước lã vậy. Cả anh không tưới cũng lên quá dữ luôn, mà nó sống đều luôn hả, nó không có bị hư anh? Không anh, có những cái lá một hai lá là tại cái này là nhiều khi em bỏ ngoài nắng đồ, với nhiều khi hai ba bữa em mới làm kịp á à. Chứ nếu mà anh cắt ra anh thấy là trăm lá sống đủ trăm. Trời ơi, độc đáo ta, độc đáo à.
Chừng ha có thật luôn. Ôi trời, ngắt bỏ đến này đi, dâm cho dễ, dâm xuống cổng đi. Rồi bữa nay đi vô tình lụm được cái bí kíp nữa các bạn ơi. Đó. À. Thì cái này là nói đúng là cái công phu tự em làm nên chứ em chưa có học hỏi mà chia sẻ với ai luôn á. Tại vì trên nhà mạng là không có. Có độc luôn à. Có nghĩa là vô đây cái trang YouTube của anh này kia cũng đâu có vụ đó đâu. Đúng rồi. Dâm cành chiết nhánh là Minh Thiên nhưng đó mà cái vụ lá mà làm thành cây là không có. Ôi ổng dâm ở đây lụm trên. Ờ, trên Facebook là của em đó. Rồi. Nhiều chứ đâu phải có vậy đâu. Quá dữ luôn nè, thử lên cây nữa nè. Thôi bớt, cái nào cũng ra rễ cho ông bọn ơi. Này cái này hồi nãy cũng dâm rồi. Ừ, chú dâm á. Ngộ thôi, cái riêng cái trang này thôi hay là cái loại khác nữa cũng được anh. Không, nói chung là lá cây là dâm lên hết anh. Vậy hả? Lá mai là tôi không có biết nè. Làm thử lá mai coi. Không, tôi dẫn cái lá mai tôi làm cũng được không mà tại vì cái lá mai thì mình... Chưa làm. Mình chưa làm thôi chứ. Tại vì tôi có làm mấy cái lá kia là tôi có thấy đâu. Nè anh, cái này là tôi làm riêng nó luôn nè. Ôi cái này là khác nè, cái này dâm cành. Cũng dâm cành á. Cái nào dâm cành tôi nói dâm cành. Còn lấy dâm lá. Đâu anh? Nè, có nghĩa là tôi cũng đặt bấm trên đây nữa nè. Làm nguyên cái bầu của nó riêng cho anh coi nè, chứ còn cái đó là cái dạng hổm. Cái này là tôi kinh doanh cái lá riêng. Vậy là mình lấy cái giống mà mình cầm là giống nào ra trong đó luôn rồi đúng không? Đâu có lai. Ủa là mấy cái cây này hồi đó mình dâm lá hay là dâm ngọn? Cây đó hả anh? Cây đó dâm đọt anh. À dâm đọt. Ôi quá trời luôn, cha nội ơi. Ừ. Rồi. Trúng rồi, trúng một ổ luôn rồi. Này chưa ra rễ nha anh. Này mới cái này có mấy ngày. À. Dưới nhũi đùng nè. Mà cái thứ này dễ lắm anh ơi, con cái để ngoài nắng được. Ngộ vậy ta, để nắng nó không bị hư luôn. Không. Chà, cái này độc đáo ạ. Thì em để ngoài nắng không chứ tại này bữa đó em làm rồi đó. Còn có nhiều đây lần cuối rồi em không có rinh ra chứ đó để ngoài nắng không nó đó là mấy cái chưa ra rễ. Ừ. Thì mới làm nay 2-3 bữa đêm gì rễ đâu ra kịp. Ồ, nhưng mấy cái ra rễ là cho anh coi đó. Ta em đổ, để tùm lum rồi đó luôn rồi mai đó cho mai cây đâu. Ở cái bên kia đó. Ờ, cái đó em dâm cành. À nó dâm cành. Đó dâm cành nè, dâm lá ở đây nè. Có cái lá lớn anh có dâm không? Có. Dâm lá lớn luôn hả? Ủa cha. Mới này mới dâm hồi chiều qua. À, cái này cũng mới làm thôi. Mới làm thôi. À trời. Học được chứ. Mới dữ luôn. Cái này là sao mà anh nghiên cứu ra cái này hay vậy? Tại cũng làm nhưng cũng có duyên. Ừ. Ôi trời. Dâm ngoài nắng luôn này ha. Tại vì hồi đó cái khi đầu tiên cái em làm cây á, cái em làm cây đầu cái mấy cái lá này nè rớt cái nó không có nghĩa em cũng chọt như em trải có nghĩa là em làm mà cái kiểu em bỏ cặp vậy nè cái kiểu như thay vì cái hồi đó em kỹ lắm à. Mỗi một cái chậu như vậy là em đều đậy rơm đậy cỏ à. Rồi cái kiểu như làm mà cái kiểu trải lên vậy cho nó đều kiểu như thay sơ dừa vỏ dừa đâu đó à. Cái kiểu như học có rồi làm ẩu mẹ nó vậy mình là... tính mình để đó cho nó khô lần lần nữa một đến tốt thôi à. Nhưng mà em để cặp về cái mình tưới đồ lâu ngày cái bấu rễ lên à, từ chỗ đó em mới rút ra cái kinh nghiệm được. Ồ. Đó. Là em biết là, cái, là vô, nếu vô mà tình... mình bỏ nó còn lên vậy là nếu mình trồng thẳng nó là nó dễ lên lắm. Là em thấy cái lá nó cũng lá non cũng làm luôn anh. Lá non lá gì cũng lên hết. À non nè. Ờ không cần già. Ồ. Thì em thấy nè ngoài nắng nè chứ này có mát đâu. Đúng rồi, ngoài trời luôn nè. Nó ở ngoài trời. À. Em để ngoài trời không. Độc chứ ta. Quá hay luôn. Nè cái lá này bữa đó cái anh bằng đêm anh lại anh chơi rồi anh nhổ rồi anh cầm qua đây nè, cái lá này bữa đó bên đây nè có cái rễ rồi anh nhổ anh coi nè. Cái anh coi đã anh cầm xuống đây cho em nè. Cũng vẫn sống như thường. Ừ. Trời ơi nó dễ sống dữ vậy sao ta. Ừ. Mà ngộ nó nảy mầm rất lâu hả? Nảy mầm rất lâu à. Nó ra rễ nằm đây. Ra rễ nằm đó. Bởi vì cái cây nãy là nó dài cái rễ ra cái gan nó mới có mầm. Nó mới ra đó. Tại vì cái cây nãy mà có cái cây em đưa cho anh là cái cây đó là nó cũng dư 5-6 tháng rồi đó. Cái này là chơi mini là ngon nhất ha. Ừ. Đúng rồi. Chơi mini là chùm luôn á. Những cái vàng này là nó ra rễ sạch hết rồi đó. À.
mấy con ảnh ương này đồng hư của em này. Ồ, hay thiệt ông nội ơi. Đúng rồi, bữa nay vô tình lắm bí kíp luôn hả bạn ơi. Không, nói chung là nếu mà cái này cũng ít có người biết á. Nếu đúng mà rồi. Tôi không đăng lên mạng là không ai biết luôn. Em giờ em đăng cái clip mình lên chắc anh em súng nhau coi dữ lắm nè. Đó giờ giới thiệu ổng luôn, chủ nhà vườn nè, đó ổng á. Ồ quá hay luôn. Ảnh ở đây là mình cái gì anh? Đây là Lộc Khánh. Long Khánh của huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh nha các bạn. Đó, có ông anh này ổng làm cái vườn mai quá trời thay luôn nè. Thì hôm nay vô lưu vườn mai của ổng mà. Dọc cái vụ mà ương cái mấy cái lá tràng này cũng hay quá, chia sẻ các bạn xem cho vui chơi. Quá dữ luôn.